khi tôi đi chợ với mẹ mà vô tình gặp thầy cô kiểu. Rồi xuống xe đi. Ủa đi đâu vậy mẹ? Đi vô chợ tao đi mua ít đồ tao nấu cơm cho mày với ba mẹ ăn nè. Sáng giờ tao đi công chuyện tao có đi chợ đâu. Đi. Ờ dạ. Biết bữa đây ăn cái gì đây trời. Ủa mà thi học kỳ 1 sao rồi? Được tổng kết nhiêu điểm? Thấy mày không? Bà mà biết mình xem dưới trung bình chắc chuyện này bà cao đầu mình luôn quá. Cái gì mà suy nghĩ lâu dữ mày? Mày đừng có nói với tao tới giờ này mày vẫn chưa có điểm thi học kỳ 1 nha. Chuẩn bị em tổng kết luôn nha. Ờ, không phải, có rồi. À, hay là mày điểm thấp quá, mày không dám nói cho tao nghe đúng không? Ờ, đâu có, năm nay con được học sinh khá luôn đó, con được 6.5 luôn. Ồ, dữ ha, học sinh khá luôn hả? Thiệt không? Thiệt, con nói thiệt mà được tổng kết cả năm 6.5, được học sinh khá luôn. Mà đáng đi ra con có 6.4 thôi, học sinh trung bình không được học sinh khá. Tại cô thấy thương nên cô nâng cho thêm 0.1 thành 6.5 mới được học sinh khá đó. Ồ, tính ra cô giáo mày cũng là người tốt đó. Tao thích cô giáo mày rồi đó nha. Để bữa nay tao lên, tao gặp cô giáo mày tao cảm ơn coi. Ê, trời mẹ, mẹ lên trường làm gì? Tự nhiên cô giáo mắc đi dạy lớp này lớp kia bận rộn lắm. Ai không đâu gặp mẹ làm gì? Thôi mày đừng lên. Bận gì mà bận dữ mày. Ông ơi thôi, để tao đi chợ, tao mua ít quà. Rồi mai mày đem lên, mày đưa cho cô giáo cảm ơn giùm tao nha chưa. Ờ, vậy đi cũng được đó. Năm nay được học sinh khá luôn, dữ nha. Bữa nay tao sẽ nấu cho mày một món thật là ngon. Mẹ thích ăn cái gì? Đi, đưa đây tao mua cho. Ơi, đã vậy mẹ. Yeah, được ăn ngon rồi. Mình thấy ăn tôm hùm bào ngư gì cá gì. Yeah. Mua cái gì đây ta? Ăn tôm không? Tao thấy tôm ngon nè. Cua tôm, cua tôm. Ủa? Sao mà cô ở đây vậy trời? Không ai ăn cua đi, cua nhiều gạch. Rồi thôi, cua mất công cắn rồi đổ vỏ mệt lắm. Ăn ốc không? Này. Dạ mẹ. Mẹ có ăn cái gì cũng được chân. Mẹ mua đại đi rồi về. Thằng này bữa nay nó bị gì ta? Bình thường nó đi chợ với mình hả? Nó đòi mua cái này đòi mua cái kia, mình không mua cho nó khóc lên khóc xuống vậy. Bữa nay mình cho nó mua thoải mái luôn. Vậy mà nó có vẻ như không thích ta. Mua đi mua lẹ kìa về. Ui, thấy mũ nổi mà cô mới đang đi lại. Ơi mẹ, mẹ đi qua bên đây mua đồ nè mẹ. Ừ. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy mày? Làm gì lo tao đi dữ vậy? Nè nè mẹ, mua mấy cái này đi mẹ. Con thích ăn mấy cái này lắm á. Trời ơi. Ủa, bữa nay ai dựa mẹ? Làm gì bữa nay tu vậy? Trời ơi trời, tự nhiên bữa nay đòi ăn rau không vậy? Thôi kệ đi mẹ, mua rau ăn đi. Tự nhiên con thèm rau lắm. Ăn rau cho tốt cho sức khỏe. Con ngán thịt lắm. Thích thì tao chịu. Ủa sao bà cô đi qua đây lẹ vậy? Ê, mẹ đi qua đây, con để ý vậy? Cái gì đấy? Ê, cái gì vậy? Cái thằng này bữa nay mày khùng, tao quýnh mày một cái bây giờ đó. Rồi bây giờ muốn gốc muốn ăn cái gì? Nè mẹ, mua cá mực tôm đi. Con tự nhiên con thèm thịt lại rồi. Mệt thấy sợ à? Ủa, ní, em đi chợ với mẹ hả? Cô, em chào cô. Dạ, em đi chợ với mẹ. Ủa, cô giáo mày đấy hả? Dạ em chào chị, em là cô giáo của ní á. Chị cũng đang đi chợ hả? Cô giáo cũng đang đi chợ hả? Tôi thì đang đi chợ, tính mua ít đồ làm cái bữa tiệc nho nhỏ ngon ngon để đãi cho thằng ní với ba nó ở nhà nguyên gia đình ăn cho nó vui. Mẹ thôi đừng có nói chuyện với cô nữa, cho cô đi chợ đi rồi mẹ đi mua đồ lẹ vậy cô nó bụng quá nè. Cái thằng này làm gì? Lâu lâu tôi gặp cô giáo mà cho tao nói chuyện xíu coi. Cô giáo, sẵn tiện đây gặp cô đây, tôi cảm ơn cô nhiều nha. Ủa, cảm ơn về chuyện gì chị? Thì cảm ơn cô vì có chuyện cô nâng chút xíu điểm cho thằng ní để cho nó được học sinh khá nè. Trời ơi cô ơi, nó được học sinh khá năm nay tôi mừng muốn chết luôn vậy đó. Mấy năm ngoái nó tàn yếu kém trung bình không à, xem nợ lại lớn không à. Trời ơi tôi đầu quá sức vậy đó. Cảm ơn cô nhiều nha. Hả? Ủa là sao chị học sinh khá vậy? Đâu có đâu. Má ơi, rồi xong chuyện này hết cứu nổi rồi. Ủa là sao cô? Ủa gì cô có nâng điểm cho thằng ní không? Em có nâng, nhưng mà em đâu phải nâng cho bạn ní lên học sinh khá đâu. Hả? Cô nâng điểm nhưng không phải nâng cho nó lên học sinh khá hả? Chứ là nâng lên gì cô? Em có nâng nhưng mà nói chuyện nó là vậy nè. Nguyên một lớp của bạn ní là lớp của em á, là học kỳ 1 này á, ai cũng được học sinh khá giỏi chân, ai cũng được 6.5 trở lên chân. Riêng duy nhất chỉ có mình bạn ní á là được có 4.9 là chị. Không có được 5, để mà học sinh trung bình nữa, học sinh yếu kém luôn đó. Trời ơi em thấy vậy em đầu quá, em mới ráng nâng cho bạn lên 0.1 lên được 5.0 để mà học sinh trung bình đó. Không thôi là rớt rồi đó. Á đù. Ơi ní trong lớp nó nói chuyện vậy lắm chị ơi, nó nói chuyện riêng rồi nó quậy phá rồi nó không có chịu học bài với chứ, làm sao nó được học sinh khá được. Rồi mày xong rồi tới công chuyện với tao.
khi mẹ tôi biết điểm thi học kỳ 1 kiểu... Thưa mẹ, con mới đi học về. Ủa, về đó hả? Xuống ăn cơm nè. Ờ, mà thi... Ờ, tự nhiên con thấy đói bụng quá mẹ ơi. Ờ, không mấy con dọn cơm phụ mẹ nha. Ăn cơm cho nó lẹ nha. Ủa, sao mà ăn nữa đi? Làm gì bữa nay mẹ ăn chậm vậy? Bình thường mẹ ăn như heo vậy mà. Ờ, dạ. Dạ, tại tự nhiên con thấy no nghe. Làm gì nữa? À, lúc nãy ra về không lo về nhà ăn cơm ăn nước, đi tụ tập với bạn bè ngoài đường ngoài xá ăn bạn bạ đúng không? Ờ, đâu có, tự nhiên con ngon nghe nha, chứ con có ăn gì mà đường nãy trơn á. Ủa mà Thi. Hết canh rồi. Con đi múc canh nha. Con thích ăn canh. Đi múc đi. Sao ta? Bỏ vô đây tao rửa cho. Dạ. Ủa mà Thi. Mẹ, để con rửa chén cho. Tự nhiên bữa nay con thấy con muốn rửa chén quá. Mẹ đi làm con chuyện khác đi nha. Thôi, gì nữa đi. Bữa nay xiên dữ ha. Ủa sao có gì đó lạ lạ ta. À, cởi bộ đồ ra đi, tao giặt xong tao phơi luôn nè. Ủa mà Thi. Mẹ. Giờ tự nhiên con muốn con giặt đồ quá. Để con thay đồ xong con giặt chúng ta. Ủa con phơi luôn, mẹ đi làm chuyện khác đi nha. Giặt tao phơi đi. Bữa nay đảm đang dữ ha. Được đó, cố gắng phát huy ha. Tao thấy có cái gì đó kỳ kỳ hết ha. Dạ. Cuối cùng cũng xong. Ủa, giặt đồ với phơi xong đó hả? Ủa mà Thi. Mẹ. Đây, để con quét nhà cho. Tự nhiên bữa nay con thấy muốn vận động cơ thể nhiều, cho nên là thôi, mẹ để con quét nhà cho nha. Mẹ đi đâu mẹ đi đi. Thì quét đi, cho mày quét thoải mái luôn đó. Sao đây thằng này bữa nay ai dựa nó ta? Sao mấy nó giỏi giang vậy ta? Ai vậy? Ủa mẹ. Ủa, sao chưa thấy đồ nữa mày? Rồi mày còn mặc hoài vậy? Ê, ủa bà Thi. Mẹ. Để con lao cho. Mẹ đi công chuyện hay là làm gì mẹ làm đi. Cái này dễ lắm. Con lao hòa xong mà. Tại bữa nay con thấy khỏe trong người lắm. Cho con vận động xíu đi nha. Lao đi. Lao cái tủ này xong lao cái tủ bên kia luôn nha. Không, bữa nay có cái gì nó rất kỳ lắm nha. Dạ con biết rồi. Má ơi, chừng nào mới thoát khỏi cái kiếp nạn này trời. Bà mà biết cái kết quả học kỳ 1 của mình, chắc bà đem ra phát trường, bà xử bắn luôn. Này, ủa, nó đi đâu ta? Nãy mới đây mà. Tính hỏi nó thi học kỳ 1 sao rồi, được nhiêu điểm, mà tự nhiên cái quên ngang hoài vậy đó. Thiệt tình luôn á. Ủa, cái cặp đó nè, không biết có bài thi của nó trong đây không ta? Ê, có nè. Để coi nó thi học kỳ 1 được nhiêu điểm đây. Na 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 na. Ủa mẹ. Ê, cái bài cái thi mày học cái kiểu gì mà thi có 3-4 điểm không vậy mày? Mấy em trai cấp 2 báo thủ kiểu. Cô trả bài miệng cái gì tụi em. Ê Tuấn. Gì vậy? Đã ngon ngon ngon. Ủ Quý. Chiếu đâu ra được con nhỏ đẹp vậy? Bạn này còn nợ cô nè. Quý nè, đưa trả bài cho cô đi. Em á. Lẹ đi, em còn nợ cô nè. Lên lẹ đi, em còn nhiều bạn khác nữa. Cô ơi, em quên học bài rồi. Cái gì nữa vậy Quý? Em không thuộc bài lần này là lần thứ tư rồi đó. Ba lần trước cô đều cho em nợ, cô cho các em cơ hội lần này hết lần khác rồi nha. Không có nói nhiều nữa. Quý, không điểm, ngồi xuống. Dạ. Bí sao mà chứ trời. Đéo hiểu sao luôn, bà nội cô ghim tao gì á. Ngày nào cũng kêu tao trả bài chứ. Hai mượn mà lúc nào cũng chống đối bà ăn chi. Bà ghim mày là đúng rồi đó con. Ngày mai bà trả bài nữa nè. Rồi cho em tập trung câu hỏi thứ 4 nè. Ê Tuấn, nữa nè Tuấn. Cái gì nữa? Ôi dẹp đi ba, tập trung kìa, bà cô đã có xuống rồi bây giờ đó. Má nó hài thật sự với mày. Em làm gì đó? Tôi đang giảng bài trển.
bà ngồi nói chuyện cười giỡn với các bạn ngồi kế bên ha. Em có nói chuyện gì đâu cô, em hỏi bài bạn xíu à. Em nói gì, em hỏi bài hả? Tôi đứng ở đây nãy giờ mà em nói chuyện với bạn cái bên em cười em giỡn, em không hay biết luôn mà em kêu em hỏi bài. Thì hỏi nó vui vui, nó cười xíu à cô ơi. Rồi bên cái lỗ tai bên kia đeo cái gì đó à? Rồi em lột ra đó. Lần thứ 10 tôi nhắc em cái vụ đeo bông tai rồi nha. Rồi cái tay bên kia cầm cái gì đó, cái điện thoại đúng không? Đưa đây. Ê, gì cô, điện thoại của em mà tự nhiên cô đòi lấy làm sao? Cái điện thoại là tài sản của em, cô đâu có quyền lấy. Không có nói nhiều, đưa cái điện thoại đây. Tôi tịch thu điện thoại, em sử dụng điện thoại trong trường học nên tôi tịch thu. À không cô ơi, tự nhiên điện thoại của em giờ em tất rồi em không xài nữa thôi chứ cô giữ của em làm gì, cô thu của em chi? Lỡ như gia đình em có chuyện gọi em sao, chuyện gấp gì sao? Bây giờ em có đưa cái điện thoại cho tôi hay không? Không, cái điện thoại cái quan trọng em không có đưa cho cô được đâu. Em không đưa đúng không? Rồi tôi có cách giải quyết với em. Ngồi xuống đi. Má nó mệt ghê vậy. Cái thằng kia. Gì nữa? Mày làm cái gì mà cô giáo cứ kêu tao lên họp phụ huynh hoài vậy mày? Hả? Tao đi lần này là lần thứ 3 trong tháng này rồi đó. Ôi trời ơi, bà cô nó bá xà muốn chết. Bà điện này mượn mày đi làm chi vậy? Mày hay quá ha, tao về tao nói với ổng nè, học hành không lo, vô lớp nói chuyện quậy quạng, bấm điện thoại tối ngày vậy mày. Mày đem điện thoại vô trong làm gì? Đưa điện thoại đây. Trời ơi, nhức đầu quá, biết rồi. Mày mốt có xài điện thoại trong lớp nữa đâu. Tao nói rồi đó nghe, một lần mà cô giáo kêu tao lên học phụ huynh đến nữa mày tới xối với tao à. Rồi cái đống đồ kế bên kìa, tao giặt xong tao đem vô cho phòng cho mày rồi đó. Để kế bên mày luôn á, nãy giờ chưa xếp đồ nè, nãy giờ làm gì ở nhà vậy? Cái đống đồ này hả? Lát là xếp. Mày xếp cho lẹ cho tao nha. Có ăn rồi học rồi về nhà rồi bấm điện thoại rồi nằm lười biếng chảy thay tối ngày vậy đó. Không có ai như mày chứ, mày đã được bị coi con nhà người ta kìa. Trời mệt mẹ ghê, con nhức đầu quá. Ngồi yên chỗ lướt mạng này kia cũng yên với mẹ nữa. Lại nhảy hoài. Thì kệ con đi. Cái thằng này, một lát ổng về nha, tao mét ổng cho mày coi. Ổng đánh mày bữa nay nha, không đẹp không ăn tiền luôn. Trời ơi, chuẩn bị nấu đồ ăn cái hết bà, cái nước tương để nêm đi trời. À, Quý ơi Quý. Sao? Tối nay anh lấy xe qua chở bé đi chơi nha. Bà nội cha đó thằng này trời. Tao kêu mày không nghe mày, mày làm gì mày nằm trong đây hoài vậy? Cái gì nữa vậy mẹ? Mệt cái bà già cái bà nhảy tối ngày trời. Mày đi ra cái bà bảy hàng xóm á, mày mua giùm tao chai nước tương. Bây giờ tao nấu ăn coi, tao đang nấu dở quậy kìa. Con đang nói chuyện điện thoại với bạn, sao đi được? Mẹ tự đi ra ngoài nó mất wifi rồi sao gọi? Mẹ tự đi, tao mua cho nước tương thôi mà cũng kêu ghê mệt ghê. Bây giờ mày muốn sao? Một là mày đi mua cho nước tương cho tao, hai là tao nghỉ nấu ăn, tao cho bỏ đói nguyên một nhà luôn đó. Một lát ổng về mày tới số với ổng luôn đó. Trời ơi là trời, ở nhà cái cũng không yên cái thiệt sự luôn á. Ủa à, bé anh có điện thoại cái nha, Tân nó gọi anh không biết có chuyện gì nữa, anh cúp máy cái nha. Sao anh gọi lại cho bé ha? Tại đây có điện thoại rồi, đi anh đi mua đi, mệt quá nghe điện thoại của bạn cái. Ê Quý, mày ra ngã ba liền nha, cái tụi sớm chơi đó nó đang chặn đường nó quýnh tao với Tân nè. Hả? Má nó, cái bọn này nó dám gì luôn hả? Mẹ nó, tụi bay đứng nó chờ tao nha, tao là chơi tới bến thì tụi nó luôn, tao xuyên từng đứa luôn. Ê Quý, mày đi đâu vậy? Rồi đó, nó đi báo rồi đó. Ôi là trời à, thiên hạ thì nó có hiếu vậy lắm. Anh em bạn bè hay là bạn gái bạn trai kêu cái có mặt liền à, sống chết gì cũng đi cho bằng được hết trơn á. Vậy mà mình mà mẹ nó đó nha, kêu nó mua giùm một chai nước tương thôi, nó mặt nặng mà nhẹ, nó không đi là không đi vậy đó trời. Còn cái gì cái què vậy đó. Những kiểu quay bài thông dụng trong phòng thi kiểu kiểu một liệt. Cái kiểu này là ai cũng phải từng trải qua ít nhất 10 lần trong đời nè. Ta nói liếc muốn lòi hai con mắt trong ai luôn mà không thấy nó viết cái gì luôn nha. Nó chữ xấu như quỷ vậy. Nhìn đi. Cắm bây giờ mày. Nhiều khi chúng đứa xui hay nít kỹ nó không cho coi chữ nào nó che lại luôn. Kiểu 2, hỏi và trả lời. Vì. Vì. Hả? Còn số 2 mấy giờ? 2 à? 2A. À. Chắc không? Chắc. Mẹ nó hỏi bài còn chứ chắc không? Mẹ nó hỏi bài còn chứ chắc không? Kiểu 3, ra ám hiệu. Cái vụ này là phải có căng lắm mới hiểu được nè. B. Có 2, có 2. Ồ, 4 cái. À, D á. À. Tiếp có 3 luôn. B. Hai ngón tay là B đó em. Đúng không? Kiểu 4, ghi phao vô lòng bàn tay. Cái kiểu này dành cho những người chuyên nghiệp hoặc là khéo léo một chút xíu á thì quay ổn, suôn sẻ không sao hết.
Còn nếu mà dân mới vô nghề non nớt á thì bàn tay đẹp ha. Dạ mà nhìn kỹ có vẻ hơi dơ đó, vết mực hơi nhiều. Kiểu năm ghi phao lên mặt bàn và vách tường, cái kiểu này thì nó hơi phá hoại của công chút xíu nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả nha. Mà nhớ là ghi vết mực nha, chứ ghi vết chì á ngọ quậy cọ quẹt hồi á nó bay chữ hết trơn không thấy gì luôn á. Kiểu 6, xài phao giấy, cái kiểu này được các master sử dụng nhiều nhất trong phòng thi nè. Phao à? Dạ. Đưa bài luôn đây. Kiểu 7, dạch lá tìm sâu, cái kiểu này là bất kỳ cái chỗ nào trên người mà có thể ghi được, che được, dạch ra coi được mà ít giáo viên có thể phát hiện được là ghi nát hết trơn cái trời. Kiểu 8, quay tài liệu dưới học bàn, cái kiểu này cũng khá là phổ biến nè, nhưng mà hay bị giáo viên để ý lắm, tại hay cúi cúi cái mặt xuống vậy nè, rồi đúng đúng cái tay vô học bàn nữa. Mà xui sao nha, bữa đó trời đánh thánh đâm nhân quả báo ứng nha, nó rớt xuống đất một cái bịch. Rồi nha, tới lúc này lại bắt đầu hai cái chim cút nó đánh lô tô với nhau nha, bắt đầu niệm chú đại bi, niệm chú thánh thần là vừa rồi đó. Kiểu 9, kẹp phao trong hộp bút, máy tính, cái kiểu này dễ nè, dễ bị giáo viên phát hiện á. Làm gì đó? Giết em hết mực. Em lấy viết mới thôi hả cô? Lấy viết hay là lấy phao? Đưa cái hộp viết ra cho cô coi. Kiểu 10, giả bộ đi vệ sinh. Cô ơi. Hả? Gì đó em? Dạ tự nhiên em mắc toilet quá à. Cô cho em đi toilet chút xíu được không? Dạ đây đang thi mà đi vệ sinh vậy? Chút xíu nữa là đi. Dạ tại em tự nhiên em đau bụng lắm cô ơi. Em ngồi hồi chắc em nghỉ tại đây luôn á. Đi lẹ xong vô đó nghe, cô cho 2 phút rồi đó, lẹ lên. Dạ. Nó nằm ở đâu ta? Đi vệ sinh hay là đi coi tài liệu? Trường tôi mỗi khi ra về kiểu tụi em lật qua trang cái bên này nha. Ủa? Ôi, cái gì? Cái gì? Tụi bay ơi. Trời ơi, chặt thử cái gì mà cắt sách cắt cặp gì mà sớm quá vậy? Nghe cô dặn bài tập xong rồi về nè. Trời ơi, tụi bay chặt thử, nghe cô nói kìa. Ủa, gì vậy cô? Nghe về rồi mà. Cô dặn đi cô, tụi em nhớ mà. Không, lấy sách ra, đánh dấu vô đàng hoàng rồi cô mới cho về nha. Dạ. Bài tập nè. Là bài tập số 1, bài tập số 3 với phần thứ 2 của bài tập số 5 nha. Rồi, vô đó thôi, xong rồi đó. Dạ tụi em nhớ rồi. Yeah, đi về đi về. Ê, đi về Tuấn, lẹ lên. Sao, về. Trời ơi, cái gì vậy, đứng chào cô cho đàng hoàng rồi về nè. Cái gì đó mà nhốn nhá như vậy. Học sinh đứng, đứng dậy chào cô vậy kìa. Rồi, về đi tụi em. Dạ, tụi em biết rồi. Ra về. Ê, lớp trưởng, đi xuống dưới canteen không? Ra về rồi còn đi xuống canteen gì nữa má. Tự nhiên thấy đói bụng quá à, xuống dưới kiếm gì ăn rồi về. Thôi tao không có đi đâu, mẹ tao đứng chờ tao ngoài cổng đứng tao về kìa. Tao về trước nha, bye bye. Bye bye. Dạ, em xin lỗi cô. Trời ơi. Dạ. Ơi. Cái gì đâu mà mấy cái đứa này thiệt tình luôn á. Ra về một cái là như ai rượt chứ. Chạy thôi là chạy à, chen chút à. Mệt à. Trời ơi, rồi rồi, nạn đói 5:45 với nạn chạy giặt tới nữa trời. Ôi ôi, từ từ. Từ từ thôi, đi ra cổng trường từ, đừng có chen. Trời ơi, thật cái cổng trường bây giờ đó. Ôi, thằng kia không có leo lên. Trời ơi, sao leo lên cái cổng như vậy? Trời ơi, cái kiểu này không biết làm sao ra khỏi cái cổng trường luôn á trời. Cái gì đâu mà chen thì thôi chứ cái lối đi của giáo viên mà cũng chen nữa. Em đi qua bên kia, cái đường này của giáo viên mà. Trời ơi thiệt tình á. Trời tóc đẹp quá. Ê trời ơi thằng Mỹ Phú nha, con quánh mày cái chết giờ mà tao vô mét cô là con quỷ thiệt tình luôn á.
Alo mẹ, mẹ đang đứng đâu vậy? Con không thấy mẹ đâu chứ dạ. Gì? Trời ơi, giờ này mới bắt đầu từ nhà chạy về đây rước con hả? Còn chừng nào tới? Ủa, mệt đó hả? Tới giờ rước người ta cũng không dám tới đúng giờ nữa. Ủa? Ê, ủa? Ủa? Dương? Trời ơi, sao bữa nay mày chạy xe máy vậy? Ủa, ba mày không rước mày hả? Ba tao á, giờ ổng kêu tao lớn rồi, tự chạy xe đi đi. Ông không có rước tao nữa, ông cho tao lấy xe máy chạy luôn nè. Trời ơi, bây giờ bắt đầu tự chạy xe máy đi luôn nha, ngon dữ à. Ê, mai qua chở tao nha. Ừ, ê được đó, vậy mai tao qua tao rước mày nha. Thôi đi ba, giỡn đó, chưa có bằng lái mày đặt chạy xe. Mày đó nghe, bữa nay công an nó hốt vào trường, hốt mày lên cho biết mà. Rồi, tránh ra má cho tao về cái. Rồi. Đi đi ba lẹ đi. Ê, mẹ, con đây nè. Trời ơi, con nhỏ đứng đâu đó. Ê, thấy ai, rồi đứng đó đi. Ê, xém xíu tao quên rước mày luôn rồi đó. Nè, đón nè. Mày. Ê, trời ơi, trời mấy quỷ sứ, chạy gì dữ vậy mày. Lốt cái đâu mà hiểm luôn chưa trơn rồi. Mấy cái thằng quỷ này á, con ai gì cũng biết nè. Rồi, đi đi mẹ. Từ từ, tao làm cho từng đứa một. Cái thằng này hôm nãy 20.000 cái viên chiên đúng không? Rồi, lấy cục chiên luôn cho nè. Con bé kia, đừng có chen lên. Con bé kia là cái gì? Rồi, đi trà sữa đúng không? Rồi, con pha liền cho. Con đang đứng phía bên gốc cây phía bên trái cổng trường nè. À, rồi, tưới cho đó rồi, đứng ở chỗ đó, tao chạy qua nè. Trời, mẹ, cái gì mà cứ nhắc, con muốn tuột dưới xe luôn vậy á. Trời ơi, mấy cái đứa này làm gì đứng đây như vậy? Đứng chờ phụ huynh á thì đi vô trong đi. Đứng ở đây ngoài đường rồi sao mà đứng à? Tránh đây đây. Rồi, đi đi mẹ. Rồi chắc chưa? Rồi nha, tao chạy á. Ôi trời, bà. Trời. Cái gì vậy bà nội? Còn mày đứng đây tới em cứu nội mày gì? Mày không chạy qua bên kia mà đứng tới đây vậy mày? Bà đuôi á bà nội. Cái đường này cái đường bên phải. Sao qua bên đây chi vậy? Mày đuôi á mày. Mày không thấy bên kia đường, học sinh nó đứng đông như quỷ vậy sao mày đi được? Hãy đi đường bên này chứ. Đông thì cũng phải ráng mà chờ chứ. Ở đây nguyên một cổng trường, ở đây là ai không đông, ai không chen chút mà đi. Cái ngã bên này quẹo qua là tới nhà tao rồi. Tao thích đi đường này á, mày làm gì tao? Chỗ nào mà không đông, chen thì chen cho cố vô. Tại vì sáng gì vậy hả? Ông có đội nhà mắt hả? Á đù. Mày chửi ai mày? Mày ngon mày nói lại lần nữa ai? Trời ơi, tao sợ mày chắc. Mày chạy xe mày sáng như vậy mày hả? Mày sáng vậy? Mày về nhà mày gặp ông cố đội mày làm cuối hả? Má mụ nội mới đem tới câu chuyện với tao. Tao ủi cho mày lật mặt luôn nè. Mày gì? Ba nội cha mày dám đạp xe tao mày. Mày thôi, đừng có lộn hả? Bây giờ không được về nhà sớm nghỉ ngơi mà còn gặp cái cảnh này nữa là trời.